Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước chính xác 100%, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vượt qua khổ ải, tránh được tai ương, thần Phật thương tình, các tinh cao chiếu, vận số cực may, cực đỏ, ăn nên làm ra, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, nếu như biết được bí mật này. Đầu tiên, xét cung mệnh tính cách tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, mang mệnh thủy, thiên hà thủy, tức nước trên trời. Do đặc tính của nước, nên họ là người có khả năng quan sát tài tình, nhất là những sự vật, sự việc mới. Họ cũng có đầu óc kinh doanh khá nhạy bén và linh hoạt, luôn đưa ra được những ý kiến độc đáo đối với công việc làm ăn hoặc vấn đề quản lý. Tính cách cởi mở và quyết đoán là hai yếu tố quan trọng dẫn tới thành công của họ. Người tuổi Bính Ngọ mệnh thủy có đời sống tinh thần phong phú, họ thích tự sắp xếp công việc của mình, luôn phấn đấu để có địa vị thật cao trong xã hội. Họ luôn muốn hình ảnh của mình thật đẹp trong mắt người khác. Nhìn chung tuổi Bính Ngọ mệnh thủy có đời sống tinh thần phong phú và thoải mái, có hiểu biết rộng, có lý tưởng sống cao đẹp và không ngại khó khăn gian khổ. Nếu được sao tốt tương trợ, họ có thể tạo dựng được sự nghiệp đáng kể. Ngược lại, họ khó có được cơ hội để phát huy năng lực của mình. Dưới góc nhìn của tử vi học, trải qua năm tháng cuộc đời, người tuổi Bính Ngọ cũng tôi rèn cho mình một thân bản lĩnh hiên ngang. Ở độ tuổi này, Bính Ngọ khi đứng trước mọi việc đều không còn xao động, não loạn tâm can nữa, thay vào đó là nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa, tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng, khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay là khiến người khác phải trố mắt kinh ngạc. Tiếp theo là tổng quan vận trình tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Trong tháng 9 năm 2024 âm lịch này, người tuổi Bính Ngọ liệu có đạt được thành công hay không, chủ yếu dựa vào chính bản thân mình. Trên thực tế, nguyệt lệnh lâm mộc dục cho thấy đây là một thời điểm đầy ắp hy vọng với bản mệnh. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều cơ hội làm ăn hoặc thăng tiến, mở ra hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, với bản chất nóng vội, cả thèm chóng chán, nếu không biết thay đổi, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội một cách rất đáng tiếc. Còn nếu biết kiềm hãm tính xấu, phát huy điểm mạnh của mình, chính quan sẽ phù trợ bạn đạt được nhiều thành tích khả quan trên cả lĩnh vực học tập hoặc sự nghiệp. Trong tháng này, vận trình tình cảm của bản mệnh khá khởi sắc, bạn xây dựng được những mối nhân duyên khác giới khá tốt, nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh. Nếu muốn tìm một người ưng ý, bạn cần phải chủ động mở lòng và thể hiện điểm mạnh của bản thân. Những người đã lập gia đình, có một tháng bình yên, vợ chồng thấu hiểu và bao dung cho nhau, ít khi gặp phải mâu thuẫn. Theo tử vi 2024, tháng 9 âm lịch, tình hình tài lộc của người tuổi này không có quá nhiều điểm đáng chú ý. Quan trọng là bạn phải biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không nên nóng vội đưa ra những quyết định sai lầm. Bản mệnh cần phải chú ý đến cách ăn nói của bản thân. Nếu vướng phải chuyện kiện tụng, thị phi, thì sẽ phải hao tiền tốn của, hơn nữa để mất những đối tác tiềm năng. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của bản mệnh thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận,
tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, thời điểm này mộc dục xuất hiện cho thấy bản mệnh không mấy kiên định với mục tiêu của mình, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Vì vậy, muốn bắt tay vào công việc gì, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng, dạch hướng đi rõ ràng, biết lắng nghe lời khuyên của mọi người, nhưng không để những lời bàn ra tán vào làm dao động quyết tâm của mình. Tuy nhiên, bản mệnh vốn là người nhạy bén và có khả năng ứng biến nhanh nhạy, nhờ vậy mà bạn có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội. Có điều, cơ hội sẽ không tự dưng xuất hiện trước mặt bạn, mà cần bạn phải thật sự quyết tâm và mong muốn giành được. Chính quan chiếu mệnh sẽ giúp những người không ngừng cố gắng vươn lên đạt được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong tháng 9 âm lịch này, người tuổi Bính Ngọ cần phải chú ý hơn đến cách ăn nói và cách hành xử của mình. Bạn không nên giải quyết công việc nông nổi hoặc theo cảm tính của mình. Bạn có biết mình là con giáp nhiều chuyện dễ gặp họa. Bên cạnh đó, cần phải chú ý đến hung tinh Thiên Cẩu sẽ khiến bạn vướng phải chuyện tranh chấp, thị phi. Bạn không nên so đo tính toán với mọi người mà nên suy nghĩ thoáng hơn. Nếu có thể bỏ qua chuyện gì thì hãy bỏ qua. Về mặt tài lộc, vận trình tài lộc của bạn không có nhiều biến động vào thời điểm này. Trên cơ bản, người làm ăn vẫn sẽ duy trì những mối đầu tư kinh doanh trước đó của mình. Bản mệnh nên giữ quan hệ với những đối tác đáng tin cậy, bởi có thể đó sẽ trở thành nguồn thu chủ yếu của bạn trong tương lai, hoặc là quý nhân chỉ đường dẫn lối cho bạn những hướng phát triển mới. Bạn không nên vội chạy theo những xu hướng chung của xã hội, có mới nới cũ, bởi đó là một khoản thu không bền vững. Tốt nhất hãy làm tốt công việc hiện tại trước khi thử sức mình với những lĩnh vực mới mẻ hơn. Người có ý định khởi nghiệp vào thời điểm này sẽ phát hiện ra những điểm sáng trong công việc. Mộc dục khiến bạn có tinh thần làm việc hăng hái và tràn đầy hy vọng. Nhờ tâm trạng phấn khởi mà bạn có thể chinh phục người đối diện, tự tìm ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân, muốn mang lại nhiều tài lộc hơn cho gia đình. Theo cửu cung phi tinh 2024, gia chủ cần phải giữ cho phương vị Tây Bắc, tức tại tài vị của năm 2024 trong nhà, luôn sạch sẽ, gọn gàng. Sinh khí lưu thông thì tài khí mới dồi dào. Nếu có thể thì nên mở cửa chính cửa sổ hay đặt bếp, bàn ghế, giường ngủ ở phương vị này. Về mặt tình cảm, tình duyên của người tuổi Bính Ngọ dưỡng sắc do có ngũ hành mộc quả tương sinh. Bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt với mọi người nói chung và với người khác phái nói riêng. Nếu còn độc thân, nữ giới nên chú ý hơn đến bề ngoài của mình. Nếu biết cách chân diện, làm dáng hợp lý, bạn có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt của người đối diện. Bên cạnh đó, nếu có lòng yêu mến người nào, bạn cũng có thể là người chủ động bước tới làm quen, không nên ngại ngần, bỏ lỡ những cơ hội tốt. Nam giới dễ thu hút phụ nữ bởi cá tính hào hoa, phong độ của mình, bạn có thể nhận được nhiều tình cảm của người khác. Tuy nhiên, cần nghiêm túc với chuyện yêu đương, không nên giữ quan hệ mập mờ với nhiều người một lúc, hoặc có mới nới cũ, không biết thỏa mãn với thực tại. Với những người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn, hai người cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc. Bạn và người ấy có thể tìm cách làm mới tình yêu của mình, hoặc ôn lại những kỷ niệm đã qua để hâm nóng cảm xúc. Về mặt sức khỏe, người tuổi Bính Ngọ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời điểm này. Sức đề kháng của bạn có thể có dấu hiệu suy giảm, khiến bạn dễ mắc phải các bệnh cấp tính hơn mọi người. Vì vậy, bạn cần phải xây dựng kế hoạch sinh hoạt hợp lý, cân đối giữa lao động và nghỉ ngơi, đồng thời ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không nên chỉ ăn uống theo sở thích của bản thân. Nếu cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo, bạn không nên chần chừ mà cần đi khám ngay lập tức, tránh để bệnh kéo dài, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm hơn. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc khám bệnh có thể sẽ khiến bạn phải tiêu tốn nhiều tiền bạc và thời gian hơn nữa để chạy chữa. Dưới đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Bính Ngọ, tháng 9 âm lịch 2024. Theo tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Bính Ngọ khởi động tuần mới bằng sự năng động và hăng hái. Sao Dịch Mã xuất hiện thôi thúc bản nhanh chóng bắt tay vào thực hiện những dự định,
kế hoạch mà bản thân ấp ủ từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Đây sẽ là giai đoạn bạn nhiệt tình và có quyết tâm cao nhất. Thời điểm này mọi thứ nhìn chung vẫn đang diễn ra nhẹ nhàng và ổn định, chưa có nhiều khó khăn cản trở. Tất nhiên, bạn hiểu rằng sẽ còn nhiều thách thức chờ đón ở phía trước, nên luôn có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống xảy ra. Sự chủ động này sẽ giúp bạn giành được lợi thế về phía mình. Tài chính tháng này vẫn đang khá dư dả, bạn có thể tha hồ chi tiêu thoải mái, rủng rỉnh, nhất là khoảng thời gian đầu tuần, khí dương khí tăng lên không ngừng, nhờ cả chính tài và thiên tài che chở. Tuy nhiên, về cuối tuần lại có điềm báo hao tài, có thể là do bạn sẽ phải dùng tiền để lo công việc. Chuyện tình cảm bình ổn, tuổi Bính Ngọ tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ của hai người, mặc dù chưa có nhiều tiến triển xa hơn. Nhưng đấy có thể là dấu mốc khởi đầu cho thấy, tình cảm giữa bạn và người ấy hoàn toàn có thể hy vọng đến tương lai phía trước. Người tuổi Bính Ngọ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời điểm này. Sức đề kháng của bạn có thể có dấu hiệu suy giảm, khiến bạn dễ mắc phải các bệnh cấp tính hơn mọi người. Cẩm nang dượng dận, quý nhân dần tuất, tiểu nhân ý tửu. Màu sắc may mắn đỏ vàng. Con số phát tài 10, 22, 89. Tử vi tuần 2, tuổi Bính Ngọ, tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới tuần này hung cát đang xen, người tuổi Bính Ngọ trong họa có phúc, trong phúc lại không may gặp họa. Sự nghiệp và tiền tài có nhiều cơ hội tăng tiến, bạn may mắn gặp người nâng đỡ, nên đường công danh thẳng bước lên mây. Chính quan che chở, công việc của con giáp này đang trên đà thuận lợi, bạn gặp việc đúng với sở trường của mình, nên thoải mái thi triển tài năng, thể hiện năng lực lãnh đạo và thực hiện một cách tương đối hoàn hảo. Tài lộc đến khá nhiều, nhưng có tiền khó giữ được trong tay, cuối tuần vận hạn chưa dứt, bản mệnh nên tìm cách để tiết kiệm phần nào. Dù có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra không thể trở tay, cũng chẳng thể không chi ra tiền bạc, nhưng nếu có sự chuẩn bị trước, thì phần nào vẫn tốt hơn. Tình duyên của người tuổi Bính Ngọ dưỡng sắc, do có ngũ hành mộc quả tương sinh, bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt với mọi người nói chung và với người khác phái nói riêng. Nếu còn độc thân, nữ giới nên chú ý hơn đến bề ngoài của mình. Nếu biết cách trưng diện, làm dáng hợp lý, bạn có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt của người đối diện. Trong tuần, sức khỏe của bạn tương đối bình ổn, tuy nhiên, cần phải xây dựng kế hoạch sinh hoạt hợp lý, cân đối giữa lao động và nghỉ ngơi, đồng thời ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không nên chỉ ăn uống theo sở thích của bản thân. Cẩm nang dượng dận, quý nhân dần mùi, tiểu nhân ý ảo. Màu sắc may mắn da cam nâu. Con số phát tài 16, 89, 03. Tử vi tuần 3, tuổi Bính Ngọ, tháng 9 âm lịch 2024. Vận trình tuần mới của người tuổi Bính Ngọ khởi sắc, có chuyển biến tích cực. Tuy trong quá trình làm việc vấp phải khó khăn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn nằm trong dự liệu của bạn, không cần lo lắng thái quá. Nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, sale, thường xuyên bị ép doanh số. Tuần này là cơ hội để bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chốt được những hợp đồng có giá trị cao. Trong tuần, tài lộc khá dượng, nhưng nguồn thu chủ yếu dẫn đến từ chính tài, thứ tài ở mức trung bình. Vì thế, đừng nghĩ tới chuyện đầu tư vào dự án lãi suất cao nhưng lại mạo hiểm, rất dễ bị thua lỗ hoặc lừa gạt. Vận trình tình cảm đang khởi sắc, vợ chồng chấm dứt chiến tranh lạnh, chuyển từ đối đầu sang đối thoại. Dù sau khi cả hai cùng nhau nỗ lực, mọi khúc mắc sẽ sớm được giải quyết. Tuần này, ảnh hưởng của Bạch Hổ hung tinh vẫn khá lớn, mệnh chủ nên chú ý tới vấn đề an toàn giao thông và an toàn trong lao động, nhất là những ai thường xuyên phải lái xe, làm những việc lao động chân tay nặng nhọc, càng cần phải chú ý kẻo gặp phải họa huyết quang, nhẹ thì xây xát chân tay, nặng thì đổ máu, phải nhập viện cứu chữa. Cẩm nang dượng dận, quý nhân tuất tỵ, tiểu nhân rửu ngọ. Màu sắc may mắn xanh lá cây đỏ. Con số phát tài 48, 22, 68. Tử vi tuần 4, tuổi Bính Ngọ, tháng 9 âm lịch 2024. Đầu tuần, vận trình công việc của con giáp này không được tốt cho lắm, khi mà ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, mang theo những điềm báo về kẻ tiểu nhân phá hoại bao công sức gây dựng suốt thời gian qua của bản mệnh.
tuổi Bính Ngọ cần cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa. Tới giữa tuần thì vận trình bắt đầu khởi sắc hơn, khi bản mệnh được chính ấn che chở, tạo cho bản mệnh thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình nhiều hơn nữa. Con giáp này sẽ có những bước tiến khá xa nếu biết cách nắm bắt cơ hội và biến nó thành của mình. Vận trình tài lộc trong tuần không được ổn định cho lắm, tử vi cho thấy tuy nguồn thu không phải là không có, nhưng con giáp này có thể sẽ gặp họa phá tài. Khi mà kiếp tài gây ra những ảnh hưởng khá lớn, tác động đến tâm lý của con giáp này, khiến tuổi Bính Ngọ đưa ra những quyết định sai lầm về tiền bạc. Những cặp vợ chồng khó tránh khỏi các mâu thuẫn vì chưa thể dung hòa tính cách cũng như quan điểm sống. Một số bạn còn tỏ vẻ hoài nghi với tình cảm của đối phương, nhất là khi có sự xuất hiện của người thứ ba, người ấy là tình cũ của một trong hai bạn, quan hệ đôi bên càng thêm rối rắm. Sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ ở mức bình ổn, nhưng vì lười vận động, bạn có thể gặp phải những rắc rối như dòng hai quá cỡ, đau lưng, đau vai gáy, thừa cân, vân vân. Nên sắp xếp thời gian làm việc và luyện tập thể thao hợp lý, đừng để khi sức khỏe đi xuống rồi mới lại lo chữa trị, lúc ấy đã quá muộn. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, tỵ, dần, tiểu nhân, ngọ, ý. Màu sắc may mắn, trắng, hồng. Con số phát tài, 48, 09, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người ta có câu, đồng tiền đi liền khúc ruột, tiền bạc là thứ không thể thiếu được, nhất là trong cuộc sống hiện tại này, không phải tiền bạc là cuộc sống. Nhưng trong cuộc sống cần có tiền, tiền bạc của cải có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều nhu cầu trong cuộc sống của mình. Dân gian có câu, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Tiền bạc chi phối nhiều mối quan hệ trong xã hội, tạo ra quyền lực ảo, nhưng chưa chắc đã giúp chúng ta có được tình cảm thực sự của người khác. Nhưng nếu cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thì sẽ vô cùng khó khăn, khổ sở, chẳng những cái ăn cái mặc bị hạn chế, mà khi ốm đau bệnh tật cũng không có cách nào để thoát khỏi cảnh ấy. Khi tiền bạc dồi dào thì đời sống vật chất cũng theo đó mà sung túc, sức khỏe được cải thiện ít nhiều, khi không phải chịu khổ sở về thể chất, mệt mỏi về tinh thần. Tiền bạc và của cải không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết đủ, biết hài lòng với hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có trong tay, chứ không phải đứng núi này trông núi nọ, đòi hỏi mình có được những thứ mà người khác đang sở hữu. Hạnh phúc thực sự vốn chẳng thể nào mua được bằng tiền, cũng chẳng thể bán hay đổi hạnh phúc lấy tiền bạc chi tiêu. Ai có suy nghĩ dùng tiền bạc để mua hạnh phúc thì người đó đã hoàn toàn sai lầm. Tiền bạc chỉ có thể tạo dựng tiền đề của hạnh phúc mà thôi. Người hạnh phúc chưa chắc đã có nhiều tiền, mà người có nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Đạo Phật cho rằng con người vẫn có thể đạt được hạnh phúc ngay cả khi sự tiêu thụ vật chất là tối thiểu, tức là không cần quá nhiều tiền bạc, chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trên đời. Biết hài lòng, biết đủ với cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không còn chịu sức ép của lòng tham, không còn thấy căng thẳng hay tiếc nuối về quá khứ đã qua, không quá trách cứ bản thân vì làm việc không được như ý. Phật dạy ta, thiểu dục tri túc, chính là muốn Phật tử trân quý những gì mình đang có trong tay, không cố công theo đuổi những gì nằm ngoài tầm giới, khiến mình trở thành kẻ khổ sở như đang khát mà uống nước biển, càng uống lại càng bị cơn khát dày dò. Vậy làm ra nhiều tiền để làm gì? Có lẽ mọi người đều đồng ý rằng kiếm tiền không phải việc dễ dàng, nhưng việc tiêu tiền sao cho đúng cũng chẳng kém phần khó khăn. Làm thế nào để tiêu tiền cho đúng, cho hợp lý? Làm ra nhiều tiền để làm gì? Trong lời Phật dạy về tiền bạc, không có lời nào rõ ràng về việc mọi người dùng tiền để làm gì. Đức Phật không áp đặt bất cứ điều gì với việc kiếm tiền và tiêu tiền của mỗi người, miễn sao những đồng tiền đó trong sạch và đúng đắn. Kinh Phật có chép lại, thọ dụng chân chính là quan điểm của Đức Phật về cách sử dụng tiền bạc. Có thể hiểu nôm na rằng, đồng tiền làm ra nên dùng để mang lại lợi ích cho bản thân mình và người khác nữa. Đức Phật có răn rằng, tiền bạc có được bằng việc làm chân chính thì phải biết cách giữ gìn, không để thất thoát. Nên cân đối chi tiêu, chớ nên tiêu xài quan phí đồng tiền mình có, càng không nên tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình. Tuy nhiên, đồng tiền làm ra cũng cần phải chi tiêu cho những nhu cầu trong cuộc sống. Nếu làm ra nhiều tiền mà không dám tiêu xài vào những việc có ích, những việc cần thiết, thì lại hóa ra bủng xỉn, keo kiệt, tự làm khổ bản thân. Trong đạo Phật có răn dạy mọi người,
nên tận dụng mọi khả năng mình có để mang đến hạnh phúc cho chính mình, cho người thân, cho cộng đồng, đất nước và cả thế giới nữa. Trước tiên, tiền bạc làm ra là để cải thiện đời sống cho chính bản thân mình, mang đến niềm vui, an lạc cho cha mẹ, vợ con và những người thân thiết khác. Khi đã thỏa mãn lợi ích cá nhân, thì phải nhớ đến những người khác ở bên mình, đó có thể là bạn bè, là đồng nghiệp, là đối tác, những người đã phần nào góp ít nhiều công sức giúp mình có được tiền bạc. Theo lời Phật dạy, chúng ta không thể chỉ sử dụng tiền bạc cho riêng lợi ích cá nhân, mà còn nên dùng cho lợi ích cộng đồng nữa. Nếu dùng tiền bạc cho lợi ích cá nhân, thì chỉ có thể thiết lập được hạnh phúc ở hiện tại. Còn khi chúng ta dùng tiền bạc cho cộng đồng, thì có thể thiết lập được cả hạnh phúc ở tương lai nữa. Nói như vậy, không có nghĩa là dùng tiền bạc để mua hạnh phúc, mà là dùng tiền bạc trong khả năng có thể của mình để giúp đỡ người khác, để cứu vớt những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tiền nhiều để làm gì? Nếu đã chi tiêu đủ cho bản thân, cho gia đình, thì có thể dùng tiền đó để quyên góp từ thiện, để hành thiện tích đức, góp thêm phần công đức cho bản thân và gia đình sau này. Tiền bạc là vật ngoài thân, con người ta chỉ có thể dùng tiền lúc còn sống, chứ chẳng thể mang theo khi đã chết đi. Phật tử mất nhiều công sức để kiếm tiền chân chính, thì cũng phải học cách sử dụng tiền bạc đúng pháp, để đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người trong xã hội, để tạo phúc cho đời này và cả đời sau nữa. Khi chúng ta biết cách sử dụng đồng tiền chân chính, thì tiền bạc chính là người đầy tớ tốt, giúp chúng ta có được cuộc sống ấm no, đủ đầy, giúp chúng ta có thể đưa tay nâng đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Còn nếu để đồng tiền trở thành chủ nhân, thì con người chúng ta sẽ trở thành đầy tớ cho nó, bị sức mạnh của đồng tiền chi phối, dám làm tất cả mọi điều tội lỗi chỉ để có tiền để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình. Theo lời Phật dạy, tiền bạc không chỉ để chúng ta thỏa mãn đời sống vật chất, mà còn phải biết cách làm cho đời sống tinh thần được thăng hoa. Có thể dùng tiền bạc mình kiếm được để cúng dường Phật pháp, giác ngộ chánh niệm, từ đó mở lòng từ bi, biết thương xót muôn loài, không còn ganh đua, hận thù, sân hận, tàn sát lẫn nhau. Không phải cứ có nhiều tiền mới làm được việc thiện, điều này phụ thuộc vào cách quản lý tài chính, cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc của mình. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tiêu cho những thứ đáng tiêu, đừng lãng phí cho những thứ không cần thiết, rồi đến lúc cần thì chẳng có tiền trong tay. Nếu không biết cách tiêu tiền, để bản thân nợ nần chồng chất, để mình tán gia bại sản, tức là tự đẩy mình vào địa ngục. Khi học được cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan, biết cách tiêu tiền đúng đắn và hợp lý, biết dùng tiền để làm việc nghĩa, thì có nghĩa là biết tạo phước báo cho mình ở kiếp này và kiếp sau nữa. Cuộc sống sẽ an lạc, hạnh phúc khi chúng ta biết đủ, biết sử dụng đồng tiền chân chính và sẵn sàng tạo ra lợi ích cho người khác. Đạo Phật đề cao luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, gieo nhân tốt thì sẽ có được quả lành, phước đức sẽ còn đó cho mình, cho gia đình và cho cả con cháu đời sau nữa. Bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dõng dù thân thang. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.